Xin mời tất cả các bạn chúng ta ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Ngồi theo hàng, ngồi theo hàng. Ngồi theo hàng để các cô chuẩn bị phát quà nữa. Nhanh lên, ngồi theo hàng nào. Hàng nãy đâu? Hàng nãy đâu chẳng thấy nhở. Ai không đúng hàng nha. Ai không đúng hàng là không có quà nha. Ai ngồi ngoài mà không đúng hàng là không có quà nha. Xếp hàng xuống nào. Rồi. Có bạn nào ở đây đã từng được chứng kiến những giây phút thật là thú vị cũng như thật là hồi hộp của những ảo thuật gia chưa nhỉ? Ai thấy chưa? Chưa đúng không? Nếu ai chưa thấy hãy dành những tràng pháo tay thật lớn ngay sau đây để mời Hoàng Baker. Rồi tiếp.
vé thôi. Rồi bây giờ chú Hoàng nghe, bây giờ chú Hoàng có một trò chơi. Con muốn chơi thằng em chú Hoàng không? Rồi ok. Rồi đố các bạn trong tay chú Hoàng đang cầm cái gì đây? Cái gì đây? Cái khăn phải không? Khăn màu gì đây? Rồi ok, rồi con cầm cái khăn. Rồi con bỏ vô đây. Rồi bỏ vô. Một, rồi đếm đi. Một, hai, ba. Rồi nhắm mắt lại, thò tay vô lấy bè đây nè. Coi chừng đụng chúng con rắn là kéo ra nha. Rồi kéo bè ra đi con trai. Một, hai, ba. Ủa cái gì vậy ông nội? Đâu rồi? Rồi đếm một, hai, ba bỏ vô lại nè. Một, hai, ba. Rồi bỏ vô. Rồi ông bè lên nè, sống sống nè. Rồi đụng chúng con rắn là kéo ra nha. Con gì chân chân là kéo ra nha. Rồi bóc ra đi. Một, hai, ba, cho anh cầm tay nào. Cái gì vậy ông nội? Cái gì vậy? Rồi bỏ vô lại nè. Rồi ok. Rồi bây giờ chú Hoàng có một cái đây biết cái gì đây không? Đây là một cái đũa thần kỳ. Rồi con trai cầm cho đây nè. Bỏ nha chú Hoàng nha. Hai, ba là có què liền. Rồi con cầm đây. Rồi đếm nha. Một, hai, ba. Gõ đây ông nội. Có cái gì vậy? Trời ơi. Tôi nè. Sao vậy? Sao nó xỉu vậy? Sao lại không biết? Trời ơi ông nội làm hư của tôi ông nội. Đây giờ lại nha. Bỏ cho 1, 2, 3 là đếm què nè. Lấy què nha. Rồi cầm vô ông nội. Rồi cho anh ra chạy vào tay nào. Vỗ tay to lên. Rồi gọi vô. Gọi vô ông nội. Sao nó xỉu vậy? Cầm cứng lên. Sao vậy? Rồi thôi, rồi, một cái này khó chơi quá, cắt đi. Rồi giờ trái lại nha, rồi đếm 1, 2, 3, ốc về ra nè. Rồi kéo ra. 1, 2, 3. Phải tay đâu? Trời, cái gì vậy? Ông nội đây lại kìa. Rồi, bỏ vô. Rồi, xuống đánh nè. 1, 2, bỏ ra nè. 1, 2, 3, kéo về ra, bóc về ra. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Trời ơi, ông nội, đi chơi, cầu cho chú Quân, đi chơi ông nội. Cái này của ai đây? Của bạn nào đây? Của ai vậy? Đây phải không? Không phải hả? Rồi ok cắt cái này đi. Rồi con đứng im đó nha, chờ chú Hồng một xíu. Đâu rồi? Rồi các bạn biết cái này là cái gì không? Rồi đi tới cạnh sân khấu luôn đi. Rồi các bạn rồi trong đây các bạn biết cái này là cái gì không? Biết không? Bên đây là bên gì? Bên sữa phải không? Rồi giờ bạn này nè, giờ chú Hoàng đố cái con nè. Người đàn ông đầu tiên có sữa Việt Nam này. Là ai? Sữa gì? Rồi đúng rồi, bây giờ chú Hoàng làm cho người đàn ông Việt Nam nè uống sữa nè. Rồi hãy miệng đó. Nhớ uống đi. Rồi có ngon không? Ngon. Ngon thiệt không? Sữa của chú Hoàng ngon phải không? Rồi bây giờ chú Hoàng nói nghe nè. Đó. Bây giờ người đàn ông có sữa tại Việt Nam là sữa Ông Thọ rồi. Giờ chú Hoàng làm cho bạn này người đàn ông thứ hai có sữa ở Việt Nam mình luôn. Chịu không? Rồi các bạn vỗ tay cho bạn này có sữa nè. Rồi 1, 2, 3. Bỏ vô đây. Tang cái gì đây? Ơi, rồi các bạn cho anh trai một tay nè. Rồi, cảm ơn các con rất nhiều. Trời què đâu rồi? Rồi chờ chút xíu nha. Cái này cũng được phải không? Rồi, rồi thay con trai. Rồi cho con trai chúng ta phải tay nào. Rồi. Nha. 1 2 3. Ôi bạn nào? Rồi con lên đây lặng qua nè. Rồi ok lên đây lên đây lên đây. Đấy con trai à, áo xanh. Đấy rồi lên đây. Rồi con tên gì? Rồi nói to lên nào. Tên gì con tên gì? Con Lư. À, Lư. Con bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. À con 10 tuổi. Rồi. Rồi con đứng xin qua đây, rồi đứng ngang qua, đó. Rồi chơi trò này xong với chú Hoàng, cuối cùng là chú Hoàng cho nhà què nha. Rồi con cầm đây. Cho đi, em
Rồi, cảm ơn bạn nhỏ rất nhiều. Rồi, bạn bè của con đây. Rồi, chúc con về một mùa trung thu thật là vui vẻ nha. Rồi, sau đây là chú Hoàng kết thúc phần của chú Hoàng luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Tay của các bạn đâu nha? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Để cảm ơn Hoàng BK. Và ngay sau đây thì bây giờ sẽ là phần chơi của các bạn này. Chú Quẩy muốn ngay bây giờ trên sân khấu. Chết rồi. Trở lên cả thế này luôn à. 20 người thôi mà. Rồi, thôi cứ lên cả đi rồi. Ai lên đâu, rồi. Rồi, thôi nhá, dừng nhá. Không lên nữa nhá. Đây. Bây giờ xếp hàng ngang cho chú Quẩy hai hàng nào. Nhanh nào, hai hàng, nhanh lên. Hai hàng ngang, dàn ra nào. Quay đây. Rồi. Bây giờ sẽ là phần thi đấu loại này. Nghe đấu loại này. Chúng ta sẽ có một phần thi đấu loại ở bên tay này. Rồi đứng tách ra nào. Nghe nhá, các bạn nghe này. Ở bên tay trái của các bạn này là đáp án sai. Bên tay phải là đáp án đúng. Ai xem chú Quẩy nói đúng hay sai thì đứng về bên đó. Được chưa? Có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Bây giờ đây là vòng loại trước này. Ai nghe chú Hội hỏi câu nhá. Nếu bạn thấy sai là các bạn đứng qua bên này. Nếu bạn thấy đúng là đứng qua bên này, được chưa? Rồi, chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chưa nghe, sẵn sàng chưa? Rồi, câu hỏi như sau. Chú Quẩy. Ờ, cung trăng đúng hay sai? Đúng thì qua bên này, sai qua bên kia, nhanh. Đúng thì đi hết qua bên này. Đúng thì qua bên này, nhanh. Ai thấy đúng thì qua bên này. Ai thấy đúng thì qua bên này. Rồi. Đúng hay sai các bạn ơi? Đúng hay sai? Đúng không? Rồi, dành một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã đúng. Rồi, quay trở về vị trí cũ. Về vị trí cũ. Rồi, câu hỏi thứ hai này. Câu hỏi thứ hai này. Câu này đúng hay sai này? Các bạn hãy nghe nhá. Chị Hằng là đàn ông đúng hay sai? Đúng hay sai? Nhanh, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, Nguyên lỡ bên này. Thua rồi, đi về. Rồi, đi về, thua rồi. Ai bảo đứng im, đi về. Rồi, Nguyên dàn bên này về chỗ. Rồi, dàn bên này về chỗ, thua rồi. Về chỗ, rồi. Rồi, dành một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã chọn sai. Rồi, tiếp tục luận lượt tiếp này. Câu tiếp theo. Thỏ Ngọc là con ăn cỏ đúng hay sai? Đứng bên nào? 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, Nguyên lực ngỡ đây rồi, ba bạn. Rồi, trời ơi, mãi mới được, được một ít. Rồi, Thỏ Ngọc là con ăn cỏ đúng không? Rồi, tiếp tục về chỗ. Rồi, mời ba bạn về chỗ, bị lại rồi. Giờ được bao nhiêu bạn rồi nào? Vẫn nhiều quá nhỉ? Tiếp tục câu hỏi tiếp theo này. Nghe kỹ này. Chúng ta đang ở thành phố Gia Lai đúng hay sai? Đúng hay sai? Thành phố Gia Lai đúng hay sai? Thành phố Gia Lai đúng hay sai? Nghe lên. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, Nguyên dây bên này. Sai rồi. Thành phố làm gì có thành phố Gia Lai? Thành phố Pleiku chứ? Đúng chưa? Thành phố Pleiku đúng không? Rồi, bên này rồi, đứng dàn tiếp tục này. Câu hỏi tiếp theo để loại này. Chúng ta đang ở làng Trăm Nẻ đúng hay sai? Đúng hay sai? Đứng về đứng cho nhanh lên. Chết rồi, thế này sao loại ta? Sao em loại ta? Là khó quá là. Thôi được rồi, bây giờ mời tất cả các bạn xếp làm hai người một đội, nhanh lên. Hai người một đội.
hai người mà đội nhanh lên, tất cả các bạn trên sân khấu này chọn cho mình hai người mà đội, đoàn kết hai người mà đội nhanh lên, nhanh lên, cặp kè vô, cặp kè vô. Trong năm tiếng đếm ai không có người là thua này. 5, 4, 3, 2 đứng tách nhau lại nhá, ai không có cặp là đội là thua nhá. 1, được chưa, được chưa, ai không có cặp rồi lẻ rồi. Cặp đâu, cặp con đâu, à cặp con đâu. Ba bạn này giờ chọn bạn nào. Rồi bạn này về, rồi bạn này không có cặp, rồi đi về. Rồi hai bạn này một cặp nhá. Rồi ngay bây giờ trò chơi như sau: khi mà chú Quậy nói thế gì mà các bạn phải làm đúng thế đó nhá. Rồi mời các bạn hai người, hai chân hai tay chạm xuống đất, bắt đầu. Hai chân hai tay, nhanh lên, hai chân hai tay thôi, hai người hai chân hai tay chứ không phải bốn người hai chân hai tay. Hai chân hai tay, hai người hai chân hai tay cơ mà. Cặp của mình đâu, một cặp của mình thôi, bắt đầu đi kiểm tra này, nhanh lên, hai chân hai tay. Ai mà hai chân hai tay không có là bị phạt nè. Là loại nè. Đâu rồi? Rồi, loại luôn, cặp này đi với ai? Con đi với ai? Con với cặp nào? Con với bạn này đúng không? Rồi, mời hai bạn về chỗ. Xong rồi, sai rồi. Cặp này cũng sai luôn, về chỗ. Sai rồi. Cặp này đâu? Rồi, không có luôn, sai luôn. Rồi, đứng dậy. Rồi, về chỗ. Nhanh lên, hai chân hai tay mà. Nhanh lên, hai chân hai tay chạm xuống đất cơ mà. Theo cặp nha, theo cặp nha, kiểm tra theo cặp nha. Rồi cặp này sai luôn, về. Cặp với ai? Con với bạn này đúng không? Rồi sai luôn, về chỗ. Trời ơi. Nhanh nhanh nhanh. Rồi cặp này sai luôn, về chỗ. Rồi cặp này sai luôn, về chỗ luôn. Sai rồi, về chỗ luôn. Rồi cặp này sai rồi, về chỗ. À rồi cặp này đúng. Cặp này đúng, cặp này đúng, cặp này đúng. Rồi nhanh lên, còn cặp nào nữa? Rồi cặp này sai rồi, về chỗ. Về chỗ, về chỗ. Rồi, bạn này sai luôn, về chỗ. Rồi, về chỗ con, về chỗ. Rồi, về chưa? Rồi, dành một tràng pháo tay thật lớn cho những người còn lại trên sân khấu nào. Rồi, tiếp tục đứng rộng ra. Rồi, đứng dậy, đứng dậy. Rồi, đứng dậy, giãn ra nào. Giãn ra, đứng giãn qua đây, đứng giãn qua đây, đứng giãn qua đây. Đứng giãn qua đây, nhớ là đôi của mình nhá. Phải đi theo đôi nhá. Rồi, bây giờ tiếp theo này. Hai người, hai chân ở dưới, hai chân ở trên, bắt đầu. Hai chân ở dưới, hai chân ở trên, nhanh lên. Ở dưới, hai chân ở trên. Không tính tay nha, không tính tay nha. Bên nào mà có tay là bị phạt nha. Nhanh lên, nhanh lên. 5, 4, 3, 2. Đôi nào, đôi nào, đôi nào. Rồi, đôi nào không, có đôi nào không. Rồi, tất cả đều đúng, dành một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Rồi tiếp tục này. Rồi gợi ý nhá. Đây là hành động mà bố mẹ các con hay làm với các con khi nhỏ. Nhanh lên, nhanh lên. Suy nghĩ xem. Bố mẹ các con hay làm gì với các con? Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. 5, 5 này, 4 này. 3 này. 2 này. 1 này. Rồi cặp này lơ ngơ. Mời cặp này về chỗ. Rồi. Nhưng mà cho em phần quà cho hai bạn được không ạ? Hai bạn vừa rồi ạ. Đây, hai bé ơi. Đây, cho phần quà cho hai bạn này này. Rồi, tiếp tục. Rồi, cặp này đâu? Làm chưa? Rồi, tiếp tục này. Tiếp theo này. Bây giờ, hai người không chân, không tay chạm xuống đất. Nhanh lên. Ai suy nghĩ được, nhanh lên. Không chân, không tay chạm xuống đất. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Không chân không tay nha. Không chân không tay. Không chân không tay. Tay chân mà còn chạm là phạt nha. Tay chân mà còn phạt là phạt nha. Nhanh lên. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. 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 Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. Đứng lên. Rồi. Khó nhờ. Khó chưa. Rồi. Tiếp tục này. Lần này. Hai người này. Khó này. Hai người một chân. Hai tay, nhanh lên. Một chân hai tay. Một chân hai tay. Một chân thôi, hai người chỉ một chân thôi. Hai người chỉ một chân thôi. Hai người chỉ một chân. Tổng của hai người chỉ có một chân chạm xuống đất thôi nha. Tổng của hai người chỉ một chân chạm xuống đất. Nhanh lên, đôi này xong rồi, ok. Đôi này một. Đôi này hai, xong. Đôi này bị loại rồi, tặng quà giúp nào. Rồi đôi này được.
Rồi. Đôi này được. Rồi, đôi này sai rồi, tặng quà cho đôi này giúp em với. Rồi, đôi này về chỗ. Tặng quà cho đôi này giúp em với ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn đôi này. Rồi, không sao rồi, cảm ơn các bạn nha. Đôi này xong rồi. Đôi này cũng quà lên, tặng quà cho hai bạn này luôn giúp em với ạ. Rồi, tặng quà giúp cho hai bạn này giúp em với ạ, chị ơi. Rồi, các đôi còn lại đâu? Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho các đôi còn lại. Ui dồi ôi. Cho. Rồi, đứng xếp ra đây. Đứng xếp hàng nha. Rồi, tiếp theo này. Hai người này. Nhanh lên. Phần thi cuối cùng nha. Cuối cùng để kết thúc này. Hai người này. Hai chân này. Bốn tay này. Chạm xuống đất, bắt đầu. Suy nghĩ đi. Hãy suy nghĩ đi, hai chân bốn tay, tính cho kỹ. Hai chân bốn tay, đơn giản lắm. Rồi, đôi này xong, đúng. Đôi này đúng. Rồi. Thế gì đây trời. Hai chân hai tay à. Rồi. Rồi, ok, các đôi còn lại trên sân khấu chúng ta xếp hàng nào. Rồi, xin mời các anh chị hãy tặng phần quà cho các bé còn lại trên sân khấu. À, các bé đang cố gắng là người chiến thắng. Dành một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Rồi. Rồi, nhưng mà trước khi về các bạn xếp hàng vào đây. Được quà rồi thì cũng sẽ có những cái hay. Những cái thú ý. Ê, từ. Lên đi con. Rồi. Rồi, đứng đây. Rồi. Bạn ấy chưa thiếu quà không? Các anh chưa có quà không? Rồi, dành một tràng vỗ tay thật lớn cho những người giành chiến thắng. Được chưa, từ từ. Em ở đây, em chào đây. Bạn ơi, chú ý, từ từ. Nhìn về phía máy quay này. Bạn ơi, nhìn về phía máy quay này. Rồi, cảm ơn các bé đã tham gia. Sky thì tôi Sky là sẽ bắt đầu là ai phá gỗ nhanh nhất cái nhá. Giơ tay lên nào, giơ tay ra. 1 Rồi, bây giờ các cháu sẽ quay về vị trí cũ. Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nha. Quay về vị trí cũ nào. Rồi, các con ơi, bây giờ chúng ta quay về vị trí cũ xếp hàng nè. Bây giờ chú Minh bắt đầu cho chúng con chơi trò chơi tiếp tục. Chơi trò chơi là
là bức tượng đấy nha. Nếu mà bạn nào mà sẽ là bức tượng giống nhất sẽ được nhận quà của các cô các chú. Rồi DJ cho 500 nhạc nào. Rồi cái con lưu xuống, cái bài này lưu xuống này. Đó, lưu xuống, lưu xuống. Tất cả chúng ta ở đây đều có quà, có bánh, có kẹo và rất nhiều đồ. Rất nhiều đồ cho một pho tượng như thế nào. Chẳng hạn như là bây giờ một pho tượng là phải sự đứng im này đúng không? Không được nhúc nhích. Ai nhúc nhích mời xuống nghe. 10 bạn ở lại sẽ có quà của chú. Rồi chú Nhất ơi cho xin một xíu nhạc đi. Là một bức tượng được chưa? 1, 2, 3, trò chơi chúng ta bắt đầu. Phải nhanh nha. Ui, phải nghe. Let's go. Rồi, con gái xuống đây nhận quà nè. Đó. À đây, rung rung nè. Đó, xuống đây nhận quà nè. Loại một lần là 5 bạn. À bạn này, con không tưởng là không được nhúc nhích. Bằng kia, bạn nó bay được kia nữa. À, bạn, con lắc lư rồi. Rồi, tiếp tục, đưa lại xuống một xíu. Không, rồi, chú chọn 5 người thôi, xét vô chút xíu. Rồi, DJ cho xin nhạc nào. Con xuống đây nhận quà nè. Cô đây. Đó, áo đỏ, con xuống đây. Ba anh lớn. Cái con lui cho chú xíu đi, lui xíu một xíu. Ba anh lớn kia không lắc thì cũng xuống nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20. Đây không lắc là cũng xuống. À, rồi xuống nhận quà con. Xuống đây rồi. Chờ cơ hội. Rồi tiếp tục. Chú Nhất đây. Xuống đây nhận quà rồi, xuống đây đó. Con đứng lắc lư quá mà. Rồi, bây giờ là 2, 4, 6, 8, 10, 12 bạn một lọt của chung kết. Bây giờ chung kết là trong đây ai cũng có quà này, nhưng mà ít hay là quà nhiều nha. Bây giờ tụi con tập trung nè. Tất cả con bây giờ lọt vào chung kết là ai cũng có quà hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ vẫy theo quà nhiều. Nhảy càng nhiều, quà càng to được chưa? Rồi, nhảy càng nhiều quà càng to rồi. Bây giờ nhảy chậm là chúng rồi xuống luôn nha. 1, 2, 3. Rồi, chúng mời con. Bây giờ là thấy sơ sơ là 2, 4, 6, 7, 12 bạn này là xuất sắc rồi. Nhưng mà sẽ tìm ra một bạn xuất sắc. Thôi chứ bây giờ xin mời các cô ơn chú tặng quà cho 12 bạn này. Và bây giờ ai là bạn nào xuất sắc nhất nè? Sang bích. Tôi chắc không phải xuất sắc đâu. Mời cô Phụng tặng quà cho các cháu. Đúng rồi. Tặng hết đi bạn. Trò khác. Nhiều quan hả? Bây giờ là chú Nhất ơi, cháu xin 10 cái bong bóng. Một hàng thôi. Cái trò chơi này sẽ hơi hao sức một tí xíu. Và nhanh có quà lắm.
Bây giờ cháu là cháu phải thả cái quạt ra cháu mới xài được. Trò chơi này là trò chơi thổi bong bóng. Rất là đơn giản, rất là dễ đúng không? Trong vòng 30 giây, bạn nào thổi bong bóng to nhất sẽ có quà. Dễ không? Vẽ cũng được, vẽ là có quà nhiều hơn. Rồi, mỗi người một cái bong bóng. Bây giờ cái này hơi hao sức, chú vừa còn xin lớp 7 đúng không? Bây giờ các ở dưới này ủng hộ cho các anh chị một tràng vỗ tay đi. Vỗ tay ủng hộ các anh chị nè. Bây giờ tiêu chí đầu tiên là nhận quà nha. Hai phần quà một lúc luôn. Ai nổ bóng trước sẽ được quà. Ai thổi cho nổ sẽ được quà. Vô thổi. Cái lớp 7 mà. Rồi, bây giờ bắt đầu được chưa? 1 Chuẩn bị nè. 1 2 3 Nổ sẽ được quà. À, các cháu ủng hộ cho anh chị đi. Cổ vũ cho anh chị đi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gần nổ rồi. Ai sẽ nổ đầu tiên đây? Cố lên, cố lên. Ôi, tiếp nào, bạn nào sẽ giải nhì? Tiếp theo nào. Đây, cố lên. Tập lông mình gạch rồi nè. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Cậu rất là đẹp nhưng mà tiếc cái bóng của mình không bị nổ. Bạn nào nổ bóng đầu tiên là bốn bạn đúng không? Các anh chị tặng quà cho bốn bạn nổ không có gì. Bây giờ mình chỉ cần đứng lại đó. Dắt cho máy sẽ tặng quà về mình đứng lên biểu diễn tiếp. Hai con ở đây, ra đây. Quà. Vô. À, quà của các con sẽ có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây là chúng ta sẽ đựng nước đi học uống nè. À, đúng rồi. Và bây giờ các con sẽ được giải thích. Các con đạt giả để con đi xuống. Và cảm ơn các cô chú. Rồi. Bây giờ cái mặt ở trên này như thế nào này. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Tiếp tục nha. Nhưng mà bây giờ là không nổ nữa. Không nổ nữa. À. Xuống nha. Rồi mời các bạn xuống. Cảm ơn các con rất là nhiều. Rồi, bây giờ 6 bạn còn lại này chúng ta sẽ nhận 6 phần quà ở chúng ta nhưng mới một trò chơi nữa. Giờ chú Nhất sẽ cho chúng ta chơi một trò chơi rất là hay và trò chơi giành ghế đơn giản lắm. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, không ra đây được không? Rồi. Chúng ta chỉ có 3 cái ghế thôi. 5 người đúng không? Chúng ta sẽ có 4 cái ghế. Rồi. Đúng rồi, hiện giờ còn có 5 thôi. Hiện giờ còn có 5 thôi. 5 thôi là còn 4 cái ghế, 4 cái ghế rồi. Bây giờ đơn giản thôi, 5 người sẽ có mấy ghế sau một tô nhạc. Khi nào mà nhạc dừng, chúng ta sẽ giành ghế đúng không? Và bạn nào mà không được giành được ghế, bạn đó sẽ bị loại. Đơn giản chứ đúng không? Rất là dễ và rất là vui. Ngồi hay là sẽ giành cái nhạc và đó, ngồi hay là giành bạn sẽ giành ghế, đơn giản thôi. À, đi một vòng tròn, tức là chúng ta sẽ đi như khi nào thiên nhạc. Chúng ta sẽ đi như thế này nè, bây giờ chúng ta nhép đi. Bây giờ con nhép này nha, chú mở nhạc. Chú nhất mở nhạc, chúng ta sẽ nhép nè. Này chúng đi. Rồi, con á, đứng im đó. Nhận quà mới đi xuống. Nhép mà, không. Bây giờ là nhát, nhát thôi nha. Nhưng mà đây là chú là tùy hứng thôi nha. Nhưng mà chút xíu nữa, ai đứng là chú bồi xuống luôn á. Rồi, bây giờ đứng nhạc này chú nào, chú biết cái nhạc lại nè. Nhát đi, tập trung, tập trung, tập trung.
ở đây chúng ta là một cái niềm vui. Thì bây giờ trước mắt á, là con sẽ được nhận quà chiếu xuống trước. Các bạn ở lại sẽ được giải nhất, sẽ được nhiều quà hơn. Tiếp tục, chúng ta đứng dậy đi. Cắt cho chú một cái ghế nè. Ba người rồi, ba cái. Tiếp tục. Trò chơi họ ở trên từ thiện Pleiku, các anh chị trong nhóm tình nguyện trò chơi rất là lạ. Ai thắng sẽ được quà, nhưng mà người thua được nhận quà trước luôn. Thì hôm nay thì tất cả các anh chị của ở các anh chị các cô chú tìm đến đây á, là thứ nhất là để chia sẻ và san sẻ những cái niềm vui của những người chúng ta có, để tạo những cái niềm vui đến các cháu ở cái vùng này. Và tiếp tục, lạ không đúng không các cô, các cô chú anh chị thấy lạ đúng không? Tiếp tục, ai thua sẽ được quà, nhưng mà lần này thua là xuống luôn nha, không được quà nha. Rồi, thôi, bây giờ hai bạn này đều được nhận quà hết và xuống. Dạ, hai đứa nhận quà luôn. Rồi, hai cái bạn này nói dù cho ai cũng được nhận quà hết. Và bây giờ, cho xin một tràng vỗ tay thật là to để chào đón các anh chị, các cô chú và các đại diện của chính quyền. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị ở đây. Và bây giờ như này, chúng ta sẽ ngồi ngay ngắn lại, ngồi lại. Đó, ngồi xíu xíu ra một xíu. Đó. Bây giờ, các cô, các chú sẽ...